châu lạc, châu lạc. Đúng, châu lạc. Châu là gì? Châu râm. Xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các bạn trong viên khóa học trong buổi sáng hôm nay mau chóng tập trung vào bên trong trước đại đài để buổi kỷ niệm 30 năm về đại thành xưa buổi sáng hôm nay xin phép bắt đầu ạ. 30 năm gì ạ? À, 30 năm về lại Trần Sương sáng hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức rất mong quý đại biểu, quý thầy cô giáo còn tất cả các bạn còn phía trên lễ đài mau chóng di chuyển xuống trước lễ đài để buổi kỷ niệm 30 năm về lại Trần Sương. Để phép bắt đầu ạ.
xin thay mặt các bạn gửi lời chào đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đến với chương trình gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày ra trường của niên khóa 1982-1985. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu chương trình 30 năm về lại trường xưa. Kính thưa quý thầy cô giáo, các bạn thân mến, trước khi bước vào chương trình giao lưu 30 năm về lại trường xưa của niên khóa 1982-1985, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do các bạn là cựu học sinh niên khóa 1982-1985 biểu diễn. Mở đầu chương trình là tốt ca Anh Em Ta Về do toàn ban niên khóa. Xin mời quý thầy cô các bạn cùng lắng nghe. Mừng. Các bạn biết là đó là ai không? Quay đứng lên, sao cầu đây để chào đón bạn
Huỳnh Khắc Trương đến từ lớp 12 sẽ tám, xin mời. Ơi như đã một lần đi qua trường Nguyễn Huệ, chắc sẽ không quên những dấu chân anh hùng. Nguyễn Huệ ơi, người có biết chăng người anh hùng áo vải, tên người đi khắp trong lòng mãi cười. Và với những cảm xúc về trường, về lớp, về bạn bè, về thầy cô đang dâng trào trong lòng mỗi các bạn có mặt ở đây, chúng ta hãy để những cảm xúc ấy thăng hoa cùng với ca khúc Ngồi Lại Bên Nhau sẽ do các em của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ trình bày. Xin mời các em. Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các bạn thân mến, tiếp nối truyền thống quân sư trọng đạo và để nhớ về một thời áo trắng sân trường hồn nhiên trong sáng, hôm nay tập thể cựu học sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ niên khóa 1982-1985 tập trung đông đủ vào đây cùng nhau long trọng tổ chức buổi họp mặt 30 năm về lại trường xưa, nhằm gặp gỡ tri ân các thầy cô giáo, những người đã dạy dỗ thế hệ. Luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn các thầy cô. Thị Hoa.
xem cho trước này. Và xin các bạn trong ban tổ chức chúng ta lên tặng hoa và quà cho quý thầy cô. Xin mời. Bye.
thầy trò chúng con lắng nghe những kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi những thầy cô hàng bè lớn ơi, vẫn còn những lúc xuân thầy về hơi mong nhớ lòng chợt mong nhớ biết nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa đặt bàn tay lên môi dưới chợt tim đấy ngọt ngào thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi dù vẫn mãi nhớ tiếng khi đã xa rồi bạn bè ơi ban đầu này còn giống nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương người cho ngày nào của bạn. Và cũng xin nói thêm là ngoài những món quà
Xin mời các bạn, còn nữa, còn nữa. Và xin mời các bạn sẽ chìm tay nhau và chúng ta giới thiệu tên cặp mình. Xin giới thiệu, tôi là cặp Dự Phương. Tôi là cặp Lệ Tân. Giới thiệu tôi là cặp Hải Vi. Giới thiệu tôi là cặp Ý Thành Môn. Xin giới thiệu tôi là cặp Tăng Lệ Sơ Chí. Giới thiệu cặp Công Nguyên. Tôi là cặp Tùng Loan Sơ Năm. Cặp tôi là cặp Linh Xuân Sơ Năm. Dạ, xin giới thiệu đây là cặp Duyên Trang và Văn Trung Sơ Sáu. Còn là cặp Tùng Bình Trang nữa không? Còn còn nữa không? Và các bạn thấy các cặp đôi này cặp nào là hoàn hảo nhất? Theo tôi thấy tất cả đều là hoàn hảo, chứ bạn cho tôi bảo tên. Và xin bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cặp và đề nghị là chúng tôi cùng các đề nghị trước mặt các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau ôm hôn thân thiết là chúng ta để cảm ơn sẽ bao giờ được hết. Xin mời, xin mời, mời 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 rồi xin kính mời các bạn. Lớp 10A C1.